app VietJack. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì. Vào thư viện app, tải ngay app VietJack. Cô Kiều Linh xin chào mừng các con học sinh. Hôm nay cô và các con sẽ cùng nhau ôn luyện các dạng bài về hỗn số. Chúng ta cùng làm bài tập thứ nhất, chuyển sang phân số. Ở bài tập này cho biết các hỗn số, chúng ta sẽ chuyển sang phân số. Chúng ta cùng nhau nhớ lại cách làm. Muốn chuyển một hỗn số sang phân số, ta lấy phần nguyên nhân với mẫu số rồi cộng với tử, sẽ được tử số mới, và mẫu số là mẫu số của phần phân số giữ nguyên. Chúng ta bắt đầu 2 và 1/3 chuyển sang phân số. 2, ta lấy 2 x 3 bằng 6, rồi cộng với 1 ở tử bằng 7. Kết quả ta được 7/3. Tiếp tục hỗn số 3 và 1/4. Chúng ta lấy 3 x 4 bằng 12. 12 cộng với 1 bằng 13. Tử số là 13. Mẫu số là 4. Tiếp tục hỗn số 5 và 2/5. Chúng ta lấy 5 x 5 bằng 25, cộng với 2 bằng 27. Tử số là 27. Mẫu số là 5. Hỗn số cuối cùng 10 và 3/7. Chúng ta lấy 10 x 7 bằng 70, cộng với 3 bằng 73. Tử số là 73. Mẫu số là 7, giữ nguyên. Bài tập thứ 2, chuyển sang hỗn số. Ở bài tập này, người ta cho biết các phân số, yêu cầu chúng ta chuyển sang hỗn số. Chúng ta biết rằng tất cả các phân số lớn hơn 1 hay là các phân số có tử số lớn hơn mẫu số đều có thể chuyển sang hỗn số. Cách làm như sau, ta lấy tử số của phân số đó chia cho mẫu số của nó, và thương chính là phần nguyên của hỗn số. Ta lấy 9 chia 7, 9 chia 7 bằng 1, phần nguyên là 1. Còn dư 9 chia 7 bằng 1 dư 2, 2 sẽ là tử số của phần phân số. Và mẫu số là 7. Kết quả ta được hỗn số 1 và 2/7. Tiếp tục cách làm như vậy chúng ta thực hiện với phân số 13/6. Ta lấy 13 chia 6, 13 chia 6 bằng 2, phần nguyên là 2. Còn dư 1, vậy tử số của phần phân số là 1. Và mẫu số của phần phân số là 6. Tiếp tục phân số 62/10. Chúng ta lấy 62 chia 10 được 6. Bởi vì 6 x 10 giống 10 đúng không ạ? Vậy còn dư 2, 2 sẽ là tử số của phần phân số. Và mẫu số là 10. Phân số 50/7, ta lấy 50 chia 7, 50 chia 7 bằng 7, phần nguyên là 7. Phần phân số có tử là số dư trong phép chia 50 chia 7 là 1, vậy là chúng ta sẽ có tử số là 1 và mẫu số của phần phân số là 7. Các dạng bài toán này rất cơ bản đúng không các bạn? Chúng ta cùng chuyển sang dạng bài tiếp theo, so sánh. Câu thứ nhất, 2 hỗn số 4 và 1/9 với 2 và 5/7. Chúng ta cùng nhớ lại rằng muốn so sánh hai hỗn số, chúng ta thực hiện so sánh hai phần nguyên trước. Nếu hỗn số nào có phần nguyên lớn hơn sẽ lớn hơn. Còn nếu trường hợp hai hỗn số có phần nguyên bằng nhau, chúng ta tiến hành so sánh hai phần phân số. Và phần phân số nào lớn hơn thì hỗn số đó lớn hơn. Câu thứ nhất, chúng ta tiến hành so sánh hai phần nguyên. 4 lớn hơn 2, vậy hỗn số 4 và 1/9 lớn hơn hỗn số 2 và 5/7. Câu B, ta gặp hai hỗn số có phần nguyên bằng nhau. 3 và 1/5 với 3 và 2/5. Chúng ta tiến hành so sánh hai phần phân số. Phân số thứ nhất 1/5 nhỏ hơn 2/5, bởi vì hai phân số này có cùng mẫu số, 1 nhỏ hơn 2 nên là 1/5 nhỏ hơn 2/5. Vậy hỗn số 3/1/5 nhỏ hơn hỗn số 3/2/5. Tiếp tục, ta có hỗn số 8/5/9 và hỗn số 8/5/10. Hai phần nguyên của hai hỗn số này bằng nhau và bằng 8. Chúng ta tiến hành so sánh hai phần phân số. Phân số 5/9 và phân số 5/10 có tử số bằng nhau và bằng 5. Vậy phân số nào có mẫu lớn hơn sẽ nhỏ hơn, bởi vì 10 lớn hơn 9 cho nên là 5/9 sẽ lớn hơn 5/10. Vậy hỗn số 8/5/9 lớn hơn hỗn số 8/5/10. Câu D, ta gặp hai phân số lớn hơn 1. Chúng ta có thể thực hiện chuyển hai phân số này về hỗn số để so sánh. Ta lấy 22/7 để chuyển sang hỗn số 22/7 thì được 3, phần nguyên là 3. Dư 1, vậy phần phân số là 1/7. Bên kia 34/11. Chia 34/11 ta được là kết quả thương là 3, vậy phần nguyên cũng là 3. Số dư là 1. Và do đó là phân số sẽ là 1/11. Đến đây ta tiến hành so sánh hai hỗn số 3 và 1/7 với 3 và 1/11. Hai hỗn số này có phần nguyên bằng nhau và bằng 3. Ta tiến hành so sánh hai phân số 1/7 và 1/11. 1/7 và 1/11 là hai phân số có cùng tử số mà 11 lớn hơn 7. Vậy 1/7 sẽ lớn hơn 1/11. Do đó hỗn số 3 và 1/7 lớn hơn hỗn số 3 và 1/11. Ta điền dấu lớn hơn vào đây. Và kết quả chúng ta trả lời 22/7 lớn hơn 34/11. Sau đây chúng ta cùng chuyển sang dạng bài tiếp theo, cộng trừ hỗn số. Chúng ta nhớ lại rằng muốn cộng trừ hai hỗn số thì chúng ta có hai cách để thực hiện. Cách thứ nhất, chúng ta chuyển tất cả các hỗn số sang phân số rồi thực hiện cộng trừ phân số. Cách thứ hai, chúng ta có thể làm như sau. Khi cộng hai hỗn số, chúng ta cộng phần nguyên với phần nguyên, phần phân số với phần phân số. Khi trừ hai phân số, chúng ta lấy phần nguyên trừ đi phần nguyên rồi cộng với phần phân số thứ nhất của số bị trừ, trừ đi phần phân số của số trừ. Trong các bài toán cộng trừ hai hỗn số thì cách làm thứ hai nhanh hơn. Trong bài giảng này, cô xin trình bày cách thứ hai để chúng ta cùng luyện tập. Câu A, cộng 2 và 1/3 với 4 và 1/3. Cô lấy phần nguyên cộng phần nguyên, phần phân số cộng phần phân số. Ở đây cô được phần nguyên thứ nhất là 2, phần nguyên thứ hai là 4. Vậy cô lấy bằng 2 cộng 4. Sau đó cô lấy hai phần phân số cộng với nhau, cộng với 1/3 cộng với 1/3. Đến đây cô thực hiện lần lượt hai tính cộng. 2 cộng 4 bằng 6. Cộng với 1/3 cộng 1/3. Hai phân số này có cùng mẫu số, ta chỉ cần lấy tử cộng tử và mẫu giữ nguyên. 1 cộng 1 bằng 2, vậy tử số là 2, mẫu số là 3. 6 cộng 2/3 chúng ta viết gọn chính là hỗn số 6 và 2/3. Tiếp tục sang câu B là một phép trừ hai hỗn số. Chúng ta lưu ý rằng đối với phép trừ các hỗn số thì chúng ta phải thử trước xem phần phân số của số bị trừ có lớn hơn phần phân số của số trừ hay không. Nếu chúng lớn hơn, ví dụ ở đây 5/7 lớn hơn 3/7, chúng ta thực hiện phép trừ thì chúng ta sẽ lấy phần nguyên trừ phần nguyên cộng với phần phân số của số bị trừ, trừ đi phần phân số của số trừ. Ở đây ta được là 9/5 cộng với hiệu 2 phân số cộng với 5/7 trừ 3/7 . Đến đây chúng ta cũng thực hiện 2 phép trừ rồi cộng kết quả lại với nhau. 9/5 bằng 4 cộng với, chúng ta lại gặp trường hợp phép trừ 2 phân số có cùng mẫu số, chúng ta chỉ cần lấy tử trừ tử, mẫu giữ nguyên. 5/3 bằng 2, vậy tử số là 2, mẫu là 7. 4 cộng với 2/7 viết gọn lại là hỗn số 4 và 2/7. Chúng ta cùng chuyển sang bài toán C. Hỗn số 9 và 3/8 trừ đi hỗn số 4 và 1/6. Chúng ta thử xem phần số thứ nhất có lớn hơn phần số thứ hai hay không. Nếu lớn hơn thì chúng ta sẽ thực hiện được phép trừ. Chúng ta thử bằng cách nhân chéo. 3 x 16 bằng 18, lớn hơn 1 là tử số, nhân với 8 là mẫu số. Vậy cái phân số 3/8 lớn hơn phân số 1/6, và trong trường hợp này chúng ta cũng thực hiện được phép trừ 2 phân số 3/8 trừ 1/6. Do đó chúng ta sẽ lấy phần nguyên của hỗn số thứ nhất trừ đi phần nguyên của hỗn số thứ hai, rồi cộng với phần phân số của hỗn số thứ nhất trừ đi phần phân số của hỗn số thứ hai. Ta được 9/4 cộng với 3/8 trừ 1/6 . 9/4 bằng 5. 2 phân số 3/8 và 1/6 khác mẫu số, chúng ta phải quy đồng. Trong trường hợp này mẫu là 8 và mẫu là 6 thì sẽ chọn mẫu số chung là 24. 8 phải nhân với 3 bằng 24, còn 6 phải nhân với 4 cũng bằng 24. Chúng ta viết 2 thừa số phụ lật ở đó rồi là thực hiện quy đồng. Cộng với 3 x 3 bằng 9, 8 x 3 24, trừ đi 4 x 1 là 4, 4 x 6 bằng 24. Đến đây ta được 2 phân số có cùng mẫu số, thực hiện phép trừ rất là dễ dàng. Và phần nguyên vẫn là 5 cộng với lấy tử trừ tử, 9/4 bằng 5. Mẫu để nguyên 24. Và viết gọn viết gọn kết quả 5 cộng 5/24 thành hỗn số 5 và 5/24. Tiếp theo đến câu D. Ở đây chúng ta quan sát phần phân số thứ nhất là 1/3, phần phân số thứ hai là 2/3. Vì 1/3 nhỏ hơn 2/3 nên chúng ta không thực hiện được phép trừ này. Do đó chúng ta phải có một cách khác, đó là chúng ta bớt đi phần nguyên 1 đơn vị của hỗn số thứ nhất rồi chuyển sang phần phân số của nó. Ở đây chúng ta sẽ bớt 6 xuống thành phần nguyên chỉ còn 5 thôi, và phần 1 đó sẽ ghép với cái phần phân số 1/3, tức là ta viết thành 5 cộng với 1/3. Bên này vẫn để nguyên. Ở đây 5 cộng với 1/3 thì chính là 5, và chuyển cái hỗn số 1/3 sang phân số chúng ta được lấy 1 x 3 bằng 3, 3 cộng 1 bằng 4, 4/3. Vậy bây giờ chúng ta chỉ cần thực hiện phép trừ là 5 4/3. Chúng ta viết ở đây 5 4/3 trừ đi 2/3. Chúng ta lấy hai phần nguyên trừ đi nhau rồi cộng với hiệu của hai phần phân số trừ đi nhau. Ở đây chúng ta được 5 - 3 rồi cộng với 4/3 trừ 2/3. Thực hiện hai phép trừ trong hai dấu ngoặc, chúng ta được kết quả sau bằng 5 - 3 / 2 cộng với 4/3 trừ 2/3, lấy tử trừ tử, mẫu giữ nguyên, ta được là phân số 2/3. 2 cộng 2/3 viết gọn thành hỗn số 2 và 2/3. Chúng ta hoàn thành bài toán của mình. Tiếp theo, chúng ta cùng chuyển sang dạng bài nhân chia các hỗn số. Khi thực hiện các bài tập nhân chia hai hỗn số thì thông thường chúng ta sẽ dùng cách làm như sau. Chúng ta sẽ chuyển tất cả các hỗn số sang phân số rồi thực hiện phép nhân, phép chia. Ở đây câu A ta có hỗn số 2 và 1/3 nhân với 5 và 1/4. Chúng ta lần lượt chuyển hai hỗn số đó thành các phân số. 2 và 1/3 lấy 2 nhân 3 bằng 6, 6 cộng 1 là 7, ta được phân số 7/3 nhân với 5 và 1/4, ta lấy 5 nhân 4 bằng 20 cộng 1 bằng 21, ta được phân số 21/4. Đến đây ta thực hiện việc nhân hai phân số, ta chỉ cần lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu bằng 7 x 21 phần 3 x 4. Bây giờ chúng ta để ý trên tử và dưới mẫu, tạm 21 chia được cho 3, chúng ta thực hiện rút gọn, ta lấy 21 chia cho 3. Kết quả 21 chia 3 bằng 7, 7 viết ở trên. Và đến đây thì ta lấy 7 x 7 bằng 49. Kết quả phân số kết quả là 49 và mẫu số của phân số kết quả ở đây là 3, 3 x 1 bằng 4, 4 x 1 bằng 4. Chúng ta cùng chuyển sang câu B. Phép chia hai hỗn số, chúng ta cũng lần lượt chuyển các hỗn số sang phân số. Hỗn số thứ nhất 2 3/7 chuyển thành phân số, lấy 2 x 7 bằng 14 cộng 3 bằng 17, được phân số 17/7. Chia cho hỗn số 1 và 3/14, ta lấy 1 x 14 bằng 14, 14 cộng 3 bằng 17, được phân số có tử là 17 và mẫu là 14. Đến đây là phép chia hai phân số, chúng ta thực hiện chuyển đổi phép chia thành phép nhân. Ta lấy 17/7 nhân với đảo ngược của phân số 17/14 thành nhân với 14/17. Đến đây là một phép nhân, chúng ta để ý 17 chia 17 bằng 1, chúng ta có thể giản ước. 14 chia 7 thì bằng 2. Kết quả ta được tử số chỉ còn 2 x 1 bằng 2, mẫu số là 1 x 1, vậy kết quả ở đây ta được 2. Tiếp tục câu C. Một hỗn số nhân với một số tự nhiên. Riêng câu C thì chúng ta có cách làm sau đây nhanh hơn một chút. Chúng ta viết phần hỗn số thành tổng của phần nguyên là 4 cộng với 3/7. Sau đó nhân với 2. Đến đây chúng ta áp dụng tính chất nhân một số với một tổng. Ta lấy số 2 lần lượt nhân với từng số hạng của tổng, ta được 4 x 2 cộng với 3/7 x 2. 3/7 x 2 Thực hiện các phép nhân trước ta được bằng 4 x 2 là 8 cộng với ở đây 3/7 x 2, ta lấy 3 x 12, 2 ở đây chính là 1 cho nên là tử số nó là 2/1. Phân số này là 2/1, ta lấy 3 x 2 bằng 6 và mẫu vẫn là 7 x 1 bằng 7. Kết quả là 8 cộng 6/7, chúng ta viết gọn thành mẫu số 8 và 6/7. Chúng ta cùng chuyển sang dạng bài tập tiếp theo, viết hỗn số tích hợp vào chỗ trống. Ở bài toán này cho biết các số đo, ở đây có số đo độ dài, có số đo khối lượng và có số đo thời gian. Người ta yêu cầu chúng ta viết hỗn số vào chỗ trống cho tích hợp. Chúng ta cùng phân tích. Câu thứ nhất có 2 dm và 5 cm, chuyển sang dm. Chúng ta cùng phân tích. 2 dm ở đây chính là 2 dm cộng với 5 cm. Chúng ta nhớ lại rằng 1 cm thì bằng 1/10 của dm. Do đó 5 cm chuyển sang dm sẽ bằng 5/10 dm. Và đến đây chúng ta thực hiện phép cộng 2 cộng 5/10, viết gọn thành hỗn số là 2 và 5/10. Hoàn toàn tương tự như thế, chúng ta làm các bài tập tiếp theo. Ở đây có 5 m và 13 cm, chuyển sang mét. 5 m ta viết nguyên 5 m cộng với 13 cm chuyển sang đơn vị là mét. Ta biết rằng 1 cm thì bằng 1/100 của mét. Do đó 13 cm sẽ bằng 13/100 của mét. Và viết tổng này thành hỗn số, chúng ta được 5 và 13/100, viết thành hỗn số 5 và 13/100. Câu tiếp theo có 9 kg và 7 g, đổi ra kg. Chúng ta lần lượt là 9 kg giữ nguyên, 7 g, 1 g bằng 1/1000 của kg, do đó 7 g bằng 7/1000 của kg cộng với 7/1000 của kg. Viết gọn lại tổng 9 cộng 7/1000, chúng ta được hỗn số 9 và 7/1000. Tiếp tục có 3 giờ và 5 phút, chuyển sang giờ. Chúng ta thực hiện 3 giờ để nguyên. Chúng ta lại phân tích 1 phút thì bằng 1/60 của giờ, bởi vì 1 giờ bằng 60 phút nên 1 phút bằng 1/60 của giờ. Vậy 5 phút thì bằng 5/60 của giờ. Cộng và thực hiện viết gọn phép cộng 5 cộng, thực hiện phép cộng 3 cộng 5/60, chúng ta viết gọn thành hỗn số 3 và 5/60. Các con thân mến, vậy là bài học ngày hôm nay cô và các con đã cùng nhau ôn luyện các dạng toán về hỗn số. Xin chào và hẹn gặp lại các con trong các bài học tiếp theo. Khóa học VietJack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của VietJack.